and gentlemen, after a long, very long working day, now I am here in Rosa Amba Resort, Phú Yên. Quý vị các bạn thân mến, sau một ngày dài đầu tắt mặt tối, cuối cùng, finally, mình cũng đến đây. I did it. Và thật là bất ngờ, đoàn mình bao giờ các em nó cũng đi về trước, còn mình thì vẫn phải đi đánh một vòng để xem có cái địa điểm, có địa chỉ nào hay để review cho mọi người hay không. Và mình thật sự là vô cùng bất ngờ khi mà chạy ra ngoài đường trước khi mà vào ở vào tới cái khu cái cổng vào của Rosa Amba Resort này thì mình cũng đã hết sức ấn tượng rồi. Cái mặt tiền quá rộng, quá đẹp và không biết bên trong như thế nào. Đây là resort 5 sao nha. Trời, các bạn ban tổ chức này, các bạn trong trợ lý sản xuất mình đợt này hơi bị dữ. Các bạn liên hệ sao mà nơi đây còn hỗ trợ cho Coleman đó nha, ở lại 2 đêm hơi bị sọt á. Ôi biết tôi luôn vui rồi. Cứ đi đâu mà thấy ai biết mình là mình vui ha. Còn cái này em mang lên phòng anh dùng hả? Dạ. Rồi cảm ơn coi. Ủa, có cái nhóm đông đông với nhau, nhóm mà gì đó, đội quân vui vẻ tới gì? Đó, anh mới tới nhận phòng rồi. Dạ, chứ anh tới đây là phòng của anh kìa. Ký thì phải đổi mắt kiến, còn không là cũng phải đeo 2 kiến. Rồi, thấy rất rõ. Ủa, có con kinh quá không? Có không? Cây thách thức trình hài lắm anh. Đúng rồi, đó là cái show đinh của công ty anh hết. Anh sẽ ở căn villa 072 nha. Vui được. Bởi vì số tôi nó bi kịch lắm, nghịch lý lắm. Ở toàn mỗi lần mà đi mà cái khách sạn đẹp là ở mình không? Lạ vậy. Cái Rosa Amba Resort này nằm ở số 88 đường Lê Duẩn, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên nha các bạn. Chúc mừng nha. Tôi đang đi đường nào xuống anh? Dạ, em tên Lâm, em xin phép được hướng dẫn anh cho nhập phòng. Rồi, ok, cảm ơn em. Vui lòng cho em. Vui lòng cho em. Dạ. Em mời anh lớn hơn giúp em. Rồi, rồi. Em mời anh ạ. Hướng nào em, hướng nào. Hướng nào, hướng nào. Dạ. Đang chờ xe hả? Ủa ở đây mình khai trương lúc nào ta? Dạ, khai trương vào tháng 1 năm 2019, khá là mới mẻ. Tuy nhiên dịch vụ ở đây thì rất là tốt, nhân viên cực kỳ thân thiện và rất là welcome. Anh trời ơi, thuộc rồi. Bài dễ sợ luôn. Ta chưa hỏi gì là nhân viên, anh chưa hỏi tới nhân viên. Dạ. Ok. Đây bạn này là Kim Ngân, Assistant Front Office Manager. Thấy anh đọc nhanh chưa? Đó là trợ lý cho trưởng phòng lễ tân, đúng không em? Dạ, rồi, chào anh rồi. Dạ, ở đây em có gửi cho anh khóa phòng. Dạ, và phiếu ăn sáng ạ. Phiếu ăn sáng thì sẽ phục vụ ở tại nhà hàng Á. Cái phòng này phục vụ từ 6 giờ rưỡi cho tới 10 giờ sáng anh ha. Dạ, thì đến rồi em mời anh xuống thẳng phòng. Đó rồi. Cho bạn đi ôm bình của anh, bạn học phía trước thì bạn quay cho em. Ủa đi qua khu khác, tức là anh ở một khu khác hả các bạn, cái ở khu khác hả? Dạ không. À, tức là phòng anh đặc biệt đúng không? Dạ, phòng anh đặc biệt. Thật ra anh thích ở chung vui hơn. Nhưng mà thôi, phải đặt nó chứ sao. Anh, hiện tại khu resort bên em là có block khách sạn 9 tầng và ngoài ra còn có 79 căn villa. Trong 79 căn villa thì có 14 căn villa với view biển và phòng anh đang rất là đặc biệt với view biển như vậy, rất là thích lắm. Dạ đúng rồi ạ.
đùa thôi, nhưng mà thôi nói chứ làm gì cái nó kỳ lắm, tự nhiên có mình rất là vui thôi. Dạ. Ở đây là em nói là bao nhiêu villa ta? 79 villa. Dạ đúng rồi, tổng cộng là 79 căn villa. Ở đây là villa 2 phòng ngủ. Ừ. Dạ. Villa là 1 phòng ngủ hay 2 phòng ngủ? Dạ villa 2 phòng ngủ trải đều hai bên. Ở đây sẽ là hội nghị ạ. À. Phòng hội nghị. Phòng hội nghị ở đây được bao nhiêu? Dạ, bao nhiêu? 300 m2 ạ. Phòng hội nghị rất là nhỏ đó. Như vậy mấy cái đoàn lớn thì sao? Ví dụ như họ làm mấy hội nghị khoảng chừng 500 người sao? 500 người. Ví dụ như công ty IT 500 người anh tổ chức ở đây thì sao? Chỗ đâu? 500 người thì sức chứa hiện tại là chưa có. Có thể là ở tương lai thì tụi em sẽ khai thác phòng hội nghị lớn hơn. Ồ vậy hả? Ồ tới rồi hả? Dạ vâng, cảm ơn anh. Ủa phòng anh là hai phòng ngủ hay dạ, một phòng ngủ? Ba phòng ngủ rất là biết cho anh. Ồ trời. Có mình anh vô chỉ ba phòng ngủ không trời. Villa với chuẩn bị thì có villa 3 phòng ngủ. Chắc có chừng dốc quá. Em mời anh. Rồi. Ủa khu này đẹp vậy sao không chở anh đi vòng ấy? Xíu nữa sẽ mời anh tham quan một vòng. À dạ, mời anh tham quan vòng vậy thôi. Lát anh vô anh lấy xong anh thay đồ luôn. Dạ, em mời. Ủa quá. Đây phòng khách. Dạ, đây các bạn thân mến. Đúng không? Đây rồi. Khách có nhà bếp luôn. Bếp ở đây có sắp sửa lại bếp từ. Tất cả các vị đây ở đây nha. Villa thì sẽ có hồ bơi. Dạ, mỗi villa là một hồ bơi riêng. 79 villa là 79 hồ bơi. Dạ đúng rồi, 79 hồ bơi riêng. Còn ngoài ra bên em sẽ có hồ bơi chung cho khách khi lưu trú tại khách sạn. Gồm có hồ bơi nước ngọt và một hồ bơi nước mặn. Ồ, có hồ bơi nước mặn nữa hay vậy? Là cái chỗ nãy anh đi ra đó, anh thấy phía trước mặt đó đúng không? Hồ bơi nước mặn là ở đây. À, hồ bơi nước mặn thì cứ vào đó. Ồ, còn kia loại tắm hả? Hồ này có 1.2 thôi anh. Hồ một lớn lắm chứ bộ về. Cái dài 10 mét á. Trời ơi biết vậy rủ thêm sư phụ bà xã cho mấy đứa nhỏ cho đi sướng. Anh thấy không khơi mẹ lù ở cửa ra á. Không khí rất là mát. Hơi biển, gió biển phù hợp với trang phục của anh như hôm nay. Rồi. Dạ. Rồi bà phải làm tắm. Dạ. Làm tắm phong lưu. Thư giãn và thoải mái chứ anh ha. Oh. Quá đã. Ủa anh thấy mình đó đang xây công trình vậy hả? Hiện tại bây giờ là đang làm việc 3 ca, kể cả làm đêm luôn, mất túc để mà hoàn thành cái dự án. Ở đây mới khai trương vào tháng 9 thôi, dạ. Tháng Giêng năm 2019 thôi. Dạ, coi cuối tháng Giêng năm 2019 thôi. Chắc chắn là dưới nhà có một phòng ngủ. Rất là trời, phải gọi cửa trước này, đó. Dạ, em mời anh ạ. À. Mời anh tham quan phòng ngủ của mình. Dạ, đây là tủ hình ảnh anh nha, anh có thể cắt giữ, hình lý xung quanh ở trong đây. Tủ quần áo rất là lớn. Ước gì có thêm cái bàn ngủ. Để mình ngủ vô. Bên em sẽ sẵn sàng. À cứ gọi xuống cho em. Dạ đúng rồi. Bấm số mấy? Dạ cái lòng bấm số 0 cho em để gọi một người đàn ông.
Đây từ phòng ngủ nhìn ra lại tiếp tục vừa thấy view hồ bơi vừa thấy cảnh biển nha. View biển luôn nha mọi người. Rồi. Ước gì mà có thời gian ở đây không phải đi quay. Cảm giác gió biển rất là thích. Dạ, hello Minh ơi, em rất chịu anh. Hôm nay dịch vụ miễn phí sẽ có trà, cà phê, nước suối, còn lại bánh trái trên này và tủ mini bar, set ốc nước ở trong đây. Sẽ tính phí và tụi em có bảng giá đi kèm ở đây, anh vui lòng tham khảo. Rồi. Dạ, ngoài ra Rosa A3 của bên em cũng gửi đến anh một thông điệp bảo vệ môi trường. Hàng ngày thì ga giường sẽ được thay hai lần, hai ngày một lần. Còn trong trường hợp nếu như anh để lại môi trường ở trên ga giường như thế này thì nghĩa là bên em hàng ngày sẽ thay ga cho anh. Nếu anh để lên đây là hàng ngày sẽ thay ra cho anh. Đúng rồi. Còn nếu không để thì là hai ngày có thay một lần. Dạ, nghĩa là bảo thông điệp về môi trường thế giới, hạn chế sử dụng nước và hóa chất thì bình thường bên em sẽ là thay hai ngày một lần. Và nếu như là anh muốn thay ra mỗi ngày thì anh sẽ ô hay vậy ta. Thôi nhưng mà anh ở đây có hai đêm mà thôi, chắc anh phải thay ra luôn rồi. Theo thông điệp bảo vệ môi trường của thế giới. Đúng rồi, tôi ngủ liền ngay lập tức. Chào các bạn, nó phải đi đến cho anh ạ. Ồ, anh gì? Rồi, ok. Rồi, để em anh nghe. Chuyển thành bí vô trong cho anh. Rồi, để anh đóng cửa lại. Đóng cửa lại. Sorry. Anh Khôi lên đây ơi, ở trên lòng còn hai căn ngủ. Ừ, lên lên con đi. Em mời anh lên hôm qua anh luôn ạ. À, luôn, phải xin trước đi. Dạ. Nhưng phải vô coi gì xin trước. Ồ. Đây có một tấm nằm, có một tấm đứng luôn hả? Yeah. Thôi mình sẽ tắm đâu, lát đi ra bơi bơi ra rồi thôi đã. Cái này là nhà vệ sinh đi kèm trong phòng ngủ. Còn nếu như mà có khách đến thăm ở bên ngoài, khi mà sử dụng dịch vụ ở ngoài đây, anh thấy cái này không? Không, đúng rồi. Thì anh sẽ có nhà vệ sinh ở đây nữa. Cái nhu căn biệt thự ở trong lớn trong Sài Gòn mình chứ có khác gì đâu. Đây, đây là nhà vệ sinh dành cho khách. Đây, có toilet luôn. Tránh bất tiện để khách không có phải băng vô trong phòng ngủ. Đúng rồi, để khách không đi vào trong phòng ngủ của nhà chúng ta. Ủa, ở đây mấy cái villa này là cho thuê thôi hả? Chứ đâu có bán nhiều nhiều cái gì bán đúng không? Dạ, nghĩa là có bán và có đầu tư. Có không? Dạ, có bán có đầu tư để lại để bên việc sản kinh doanh. Kinh doanh hả? Dạ. Dạ. Khác là hai đứa nhưng mà. Ừ. Nhiều cái thì không biết giá không? Không biết. Phòng nào cũng vậy hết. Rồi có luôn cái bàn làm việc, ngồi đi làm việc luôn, đúng không? Quá tiện. Rồi, lên đây nhìn cái view này nữa. Trên này nhìn xuống thì view càng đẹp hơn. Ôi, view cực đẹp luôn, yeah. Buổi tối thì rất là lộng lẫy nè. Như cả hai phòng ngủ đều very nice.
Rất là thư thả cho đầu óc mình. Trong những ngày cuối tuần mình đi xả stress, thật sự là hấp dẫn. Ừ, xuống đấy quen hồ bơi dưới luôn, đẹp chưa, đẹp chưa. Chắc thủ chọc vào tóc mình. Phải tắm dưới bên kia hả? Có ban công à, nãy giờ em thấy có ban công. Một cái căn biệt thự ba phòng ngủ này bao nhiêu ta, anh thấy lớn quá vậy ta? Dạ, diện tích phải là 280m2. Hồi nãy mà. Villa 2 phòng ngủ là 200m2, còn villa 3 phòng ngủ sẽ là 280m2. Có villa nha. 79 căn villa là gồm có bao nhiêu căn 3 phòng ngủ như thế này? Tổng cộng trong 79 căn villa thì mình sẽ có 65 căn villa 2 phòng ngủ, 12 căn villa 3 phòng ngủ và duy nhất chỉ có 2 căn villa 4 phòng ngủ. Ồ, 2 căn villa 4 phòng ngủ. Còn 4 phòng ngủ thì càng biết và càng đẹp hơn nữa. Ở phòng bên này, phòng bên kia của bạn, tối rồi đó luôn. Chắc tối sẽ ngủ mới đến qua đông đông quá hả? Quang. Dạ. Ủa, em với anh Cương qua đây dọn phòng đi. Em với anh Cương nằm phòng bên kia kìa. Để cho mấy đứa gái cho em cứ qua nằm bên anh sợ ba chết luôn. À, xuống dưới thầy bộ kỹ gọi nha. Thôi, quý vị các bạn không ớt mà mình nghĩ như thế nào? Mình hơi bị choáng ngợp luôn á. Thật sự là choáng ngợp. Tại vì bản thân Salome này mình cũng đi rất là nhiều nơi rồi. Nhưng mà thật sự là chưa bao giờ mà mình cảm thấy là mình đi. Đây là một cái resort mà ở Phú Yên, xa xôi. Mình không nghĩ là ở Phú Yên này mà có một cái resort mà 5 sao mà phải nói là quá đỉnh như thế này luôn. Quá hấp. Mà nãy ở ngoài bên kia mình nhìn cái hồ bơi mình mê lắm luôn. Phải ra hồ bơi để khám phá để cho mọi người cùng xem nha. Choáng hơi hồi hộp chút xíu. Sang trọng quá. Nhưng mà hơi lãng phí quá, đừng có mình vui à. Rồi, mình đem thay đổi theo tôi chị chơi.
giờ mình sẽ có một trò trò để mình trung các bạn ngoài kia. Thắng nói chuyện bên phải nè anh. Em ơi, chị không rảnh em ơi, chị đi dạo mát chút xíu em ơi. Đúng rồi em ơi. Làm sao phát hiện ra rồi? Ủa không ai bơi hả? Hả? Gái nào? Ủa sao nó phát hiện ra được mình vậy ta? Trời trời. Trời ơi. Trời ơi, tính ra trôn mà cuối cùng thì hết vui rồi. Trời ơi. Rồi bây giờ thay đổi simi nè đó, bắt trước cảnh Cương á, bữa hôm qua che mắt lại đó chưa đó, quần này mới mua trong đợt đi Nha Trang đó. Giờ cẩn thận để nhảy xuống nó tụt quần. Còn chắc chắn vô à. Đứa này siêu quậy. Không ngọt cũng được. Ồ, ở đây có cái đá không hay vậy? Trời đã quá rồi ta. Mình ha. Nhưng mà nằm làm sao được? Rồi. Đúng chuẩn chưa? Đang gồng, đang gồng. Thôi bơi đi. Có ba người mình bơi hả? Bơi xuống không? Màu đã quá ta. Kêu quá. Cái nhìn không sao có cái động nè. Cái động. Ủa mọi nó làm gì vậy? Bơi đi nhớ. 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 Bơi
đây mình là cổ động viên. À, chứng ạ. Chứng. Rồi xong. Ủa hả? Nó vẫn còn hiện hữu ở đó chứ nó không mất đi. Rồi nó không mất đi. Động cơ đã đến được bờ bên đây. Tại vì mình thấy có hai cặp giò trắng muốt nên cố gắng bơi tới. Nó đuối quá rồi. Chào tạm biệt quý vị và các bạn. Rosa Alba Resort. Ơi mình nghĩ là chắc là resort đẹp nhất Phú Yên quá. Đã quá. Cảm ơn các bạn đã sắp xếp cho mình được một hai đêm nghỉ dưỡng ở đây. Đi làm về cực nhưng mà bù lại cũng đã.